em những mùi gì? Và còn lắc lư nhiều. Cho nên chúng ta vẫn tin tưởng rằng qua cái nhạc phẩm Hà Anh đi xe này không say nhỉ? Sẽ chứ mình gần giống cúi xuống, gần giống Trang quá cơ ấy, cúi xuống, mặt sức tỉnh bơ gần. Của văn hóa quốc tế, thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kế tiếp. Sài Gòn, qua phần trình diễn của Justin Nguyễn, Mai Tiến, sáng Anh Tú và phần phụ họa của Anh Minh, Kỳ Phương Nguyên, Tất Tiên, Lam Anh, Diễm Sương và Như Loan. Ai nhá, mình mang gì à? Mình nghỉ ngủ à? Xem bên đường có bảo là nghỉ ngủ. Em đưa em chai nước ơi. Đưa em chai nước. Đưa em con. Để em tự lấy. À, thế là chị cua gì đấy anh? Hả? Chị cua nghỉ gì? À, chị Hà Anh à? Mẹ! Hả? Mẹ! Mình biết nó bảo đấy nó chẹt. Sao năm nay giờ nó gọi anh đã trơn lên nên nó vào nó chèn, vượt lên nhìn đều rồi nó vào đây nó chèn đấy. Mới giỏi mà cái đi chậm của ta đi gì chứ còn đi nhanh đơn giản đi chậm tôi đấu với chúng ta.